Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về ẩm thực bài, ẩm thực cổ. Và chuyên mục ngày hôm nay đó là chuyên mục giới thiệu hàng về. Nhưng mà hôm nay là những cái cặp loa rất là siêu khủng, rất là huyền thoại luôn anh em. Được xem là những cái sản phẩm cao cấp đầu bảng trong cái dòng loa cổ của cái thương hiệu này, đó là Antec Lansing. Và những cái model rất là đời đời là để đời luôn, đó là đồng trục 604 8G. Đây là một trong những cái phiên bản được ưa nhất từ trước đây này. Đó, nó sẽ có 8H 8K nữa đây, nhưng mà 8G thì nó được người chơi ưa thích nên Khôi lên sóng trước nha. Thì đây Khôi Khôi có tất cả là 5 cặp đấy, nhưng mà hiện tại thì chỉ lên được 3 cặp thôi vì không thể trở về được cái này. Và thứ hai nữa là một số cặp thì bên 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 main nó người ta đã nghỉ lễ rồi nên tạm thời gợi lại như này nha. Cái căn đồ dinh từ A đến Z luôn, gọi là từ A đến Z là anh em hiểu rồi. Tất cả ở đây là chưa bung một con lốc nào luôn nha. Đấy. Sau là một tăng người và nguyên bản mộc chưa qua xỉ ba anh em ha. Thì cái này anh em, những trên một số cặp trên thị trường á thì nhìn cái màu nó mới này thì mình đã xỉ ba, còn cái này là mộc ha. Mộc thì cũng tùy theo cái sở thích của mỗi người anh em. Cái loa anh em ảnh test nó có cái khe này này, khe để nó lắp cái căng đây này, đây này cái căng này, cái căng nó có cái này, tại vì cái căng rất là nặng anh em nha, cái căng này rất là nặng, hai cái này gần gần chục ký á, thì nên là phải có cái khe. Cái miếng giá này là hỗ trợ ha, còn phải có cái khe nữa. Rồi thì đây là cái thùng, cái đời 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 thùng ngang anh em nha, đúng của nó luôn, đời thùng ngang toàn bộ ở đây là thùng, cái thùng nó hết. Cái thùng này là cái thùng thùng hàng anh em nhé, lưu ý thùng hàng chứ không có thùng kích, tại vì toàn bộ đây có chưa bung ngóc luôn nha. Thì về cái tình trạng loa thì rất đẹp luôn nè, Khôi quay ngoài kho buổi tối nên nó không được sáng nhưng mà rất là đẹp đó, gân vải tẩm dầu kèn đó. Nghe theo rất rất đẹp à. Rất tuyệt vời luôn đó. Cả nó sẽ đi theo từng cặp, chỉ có một cặp là mình người ta đóng lộ nữa nè, đóng lộ tụi nó đóng lộ. Thì cặp này cái thùng hơi khác nhau tí xíu này, cái mặt trước á, toàn bộ đây là thùng cổ sồi hết anh em nhé, cổ sồi hết. Cặp bên này ok này, cặp bên này này, bên này là có cái lưới mà người ta là sợ là nó không dính lắm. Đó, người ta làm phía ngoài luôn, dán phía ngoài luôn, thì cái cặp e-căng của nó cũng đi theo cái này, nó cũng có miếng dán này. Còn lúc lúc trước là nó giống mấy cái này đây này, nó không thể dính nổi cái này, nó không thể dính nổi, theo thời gian thì nó bung ra nha. Đó, quan trọng nhất là đây, các cái củ loa này thấy không, đẹp xuất sắc, đẹp thần thánh luôn. Toàn bộ ở đây là zin tuyệt đối nguyên bản anh em nha, từ tất cả các thủ vắt là vuông vức cái này nha. Đấy, có thể là cái màu nó xấu, cái màu nó xuống, nhưng mà thùng là nó vuông vức ha. Đó, ok chưa, đây anh em nhìn đây là thấy cái bộ phân tần này ha, 604 8G. Anh em lưu ý phải là cái phân tần 604 8G nha, để có để máy thấp xuống chút. Đó. Còn mà những cái loa mà không phải phân tần này thì nó không 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 khai thác được cái củ này em nhé. Củ này thì có bụi này. À, thùng này đẹp anh em nè, thùng này vẫn giống nhau luôn đó nha, anh em để ý không, phải không? Cặp bên kia cùng vậy anh em, cùng vân luôn nha, cặp bên này là cùng vân này, anh em để ý nè, cái này này, có thể là cái màu nó bị theo thời gian nó bị ố nha, nhưng mà nó là trùng màu nha. Thì có cặp này hơi khác chút, cục toàn bộ giống nhau hết nha. Đó, Khôi mua luôn theo cặp đấy, đúng theo cặp nên là anh em không phải lo, toàn bộ là vuông vức anh em nha, vuông vức hết. Cái màu thì cũng có thể nó xấu nhưng mà toàn bộ thùng là vuông vức hết ha, đóng theo từng kiện về nè. Chỗ này là mới bị cắn này, Khôi lật á. Đó, để khui thùng nó bị cắn. Đó, bát thì nó hơi dơ nhưng mà chùi cái ra liền này nè. Rồi ok, thì về cái mức giá này Khôi sẽ bán theo cái tình trạng của nó. Ví dụ như cặp này là e căng đẹp, lưới đẹp này, tem logo đầy đủ, đây anh em cùng xem cả hai luôn ha, cả hai đầy đủ này, thì nó có cái mức giá cao hơn. Đấy, thùng này đẹp này, cặp này không phải xì ba này, chưa lau chùi luôn. Đó, thì nó sẽ có cái giá cao hơn chút so với những cái cặp khác như vậy. Đó, nên có một cặp ở đây nó mất lưới đó, nên anh em không quan trọng cái lưới, Khôi sẵn sàng bán rẻ cho anh em một cặp nha. Đó, nên là nó tùy theo tình trạng, anh em phải để ý là
gân này chưa tẩm nha. Còn nếu ở Việt Nam mà tẩm lại á thì nó là có cái lý do. Mình muốn chia sẻ với anh em là hàng bảy bên kho về á không bao giờ phải tẩm. Còn những cái cặp mà tẩm hoặc là thay gân thì anh em lưu ý nha. Đây là thôi màng đó. Nó phải nhúng như vậy nè. À, đó. 100% là gân chưa tẩm bên em nhé, chưa tẩm. Mà đây là hạn hơi tẩm. Theo thời gian này nó có cái dấu này, nó có dấu chạy này anh em. Đấy, ha. Đó, còn ở Việt Nam á, là tẩm nó không chạy thì cái dầu này mình không có nha. Đó, và nó đã 50 năm thì nó vẫn mềm thì bây giờ nó vẫn sử dụng tốt ha. Rồi ok, clip của Khôi xin phép tận dụng ở đây. Thì cái mức giá này nó sẽ dao động tùy theo cặp này. Cái dòng 6G này thì anh em cũng biết trên thị trường nó cũng có rồi. Nó sẽ dao động từ 60 triệu cho tới 70 triệu nha. Có những thời điểm nó lên tới 75 80 triệu. À, nhưng mà chắc chắn rồi năm 2024 này nó sẽ có cái giá rất tốt. Và đặc biệt là anh em nào mà chốt trước này là Khôi luôn luôn ưu tiên cặp đẹp và giá tốt ha. À, đó là phần ưu ái anh em thấy không? Tuyệt vời không? Xuất sắc luôn ha. Rồi ok, Khôi bao zin cho anh em từ A đến Z. Và nếu anh em nào muốn đẹp mới như loa mới thì mình sẽ tháo cụ ra và đem đi thợ để xì ba, và Khôi sẽ hỗ trợ xe chở, tại vì cặp to lắm này phải chở chở từng cái, hai người hai thợ hai xe chở hai cái, hoặc là phải có xe ba gác xe lôi mới chở được, thì Khôi sẽ hỗ trợ cái phần đó. Còn cái tiền thợ xì ba thì anh em trả dùng nha. Rồi Khôi kết thúc clip ở đây và rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, và không quên đăng ký kênh để theo dõi những cái món hàng tiếp theo cũng như ủng hộ cho Khôi được phát triển nha anh em. À, còn về cái phần mà giao dịch thì mình sẽ trao đổi cụ thể. Ở Sài Gòn thì chắc chắn Khôi sẽ hỗ trợ xe chở tận nhà. Còn ở các tỉnh, nếu mà anh em có xe thì mình gửi xe, hoặc thì mình sẽ đóng đi bưu điện, và mình cũng đảm bảo là đóng 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 pallet, hoặc là đóng vào những cái vật tư cứng để khi ship tới nơi nó 100% an toàn nhé. Khôi xin kết thúc và hẹn gặp lại.